Đây là Hóc Môn, nơi tôi sinh ra và trưởng thành những năm sau 1975. Một miền đất bình dị, hữu tình, vừa oằn mình bước qua nốt trầm của lịch sử. Theo chân những người anh như anh Vũ Văn Toan, anh Trương Văn Cao, anh Nguyễn Văn Đỉnh, tôi Lê Văn Mỹ, người con của Hóc Môn nhiều khát vọng, bước vào mặt trận kinh tế với quyết tâm vực dậy sức sống mạnh mẽ của đất và người nơi đây. Từ khởi đầu là trạm xăng dầu số 9, đến xí nghiệp đại lý vật tư cung ứng xăng dầu, đến sự ra đời của công ty vật tư tổng hợp, sau đó là công ty thương mại đầu tư tổng hợp Hóc Môn, Hotraco, là một chặng đường rất dài mà chúng tôi phải vượt qua bao sóng gió, thăng trầm để vừa hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, nhiệm vụ chính trị, cũng chính là nhiệm vụ của chính trái tim mình. Thấm thoát mà 40 năm đã trôi qua, Hóc Môn hôm nay đã thay da đổi thịt. Hotraco của chúng ta cũng đã có những bước tiến diệu kỳ để trở thành ngôi nhà vững chãi nơi mảnh đất tràn sức sống ấy. Trong tôi và thế hệ kế thừa hôm nay luôn có một nơi nguyên vẹn, trân quý dành cho các anh, những người đi trước đã dẫn lối, soi đường để chúng tôi tự tin sải bước dựng xây. Thật tự hào khi ngẫm lại hành trình 40 năm Hotraco, nơi tất cả chúng ta đã xây dựng từ bao mồ hôi nước mắt, những tháng năm đầy hoài bão và đâu đó là những lặng lẽ hy sinh, yêu thương và chở che nhau, nơi ngôi nhà mang tên Hotraco vững mạnh cùng năm tháng. Tiền thân của Hotraco, công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, là xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp huyện Hóc Môn, hoạt động từ năm 1979 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị, trạm xăng dầu số 9 trực thuộc công ty xăng dầu thành phố Hồ Chí Minh và trạm vật tư nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc công ty vật tư nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1985, xí nghiệp đại lý cung ứng vật tư tổng hợp huyện Hóc Môn được chuyển thành công ty vật tư tổng hợp huyện Hóc Môn. Đến năm 1998, tiếp tục sáp nhập công ty thương mại dịch vụ huyện Hóc Môn vào công ty vật tư tổng hợp huyện Hóc Môn, cho ra đời công ty thương mại đầu tư tổng hợp huyện Hóc Môn. Vào năm 2002, công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn Hotraco. Ngày 31 tháng 5 năm 2004, công ty được chuyển giao về Tổng Công ty Bến Thành. Từ đây, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn trở thành một trong những doanh nghiệp thành viên trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành. Những người dìu dắt cho chú trưởng thành, trong đó phải nói là năm 79 thì có các chú Út Lá, rồi chú Ba Khởi, chú Yêu Liêm, Tám Kiên, chú Năm Công. Đồng trang lứa thì có chị Nhân, chị Tám Hồng, anh Bảy Thành, anh Tám Phẻ, vân vân. Mà trong đó có gia đình chú đồng hành cùng vấn đề công ty. Từ cái doanh nghiệp khó khăn mà trở thành doanh nghiệp mà hiện nay đứng trụ cột của một. Khẳng định là mình là công ty nằm trên sàn, cũng là sàn cũng có thương hiệu luôn. Thế gọi tắt là cái mã số HTC, đó là cái danh dự của chú. Anh Mỹ là vững vàng, dìu dắt các đàn em qua được những cái sóng gió của công việc và kể cả của cuộc đời nữa. Qua 40 năm hoạt động kể từ ngày thành lập và 17 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn đã không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu theo nhu cầu của thị trường, hoạt động đa ngành nghề với những mảng chính là kinh doanh xăng dầu, quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản, chế biến thực phẩm, nhà hàng karaoke, bất động sản với tốc độ phát triển cao. Hotraco tự hào là một trong số ít doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn bước qua cả sóng gió lịch sử và thương trường để vững mạnh như hôm nay.
Xăng dầu là ngành hàng kinh doanh đầu tiên và chủ lực của Hotraco từ năm 1979, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty trong chặng đường 40 năm qua. Chính việc lãnh đạo Hotraco nhanh chóng xác định kinh doanh xăng dầu là mũi nhọn đã giúp công ty trụ vững sau thời kỳ bao cấp và bước qua cả những giai đoạn sóng gió thương trường, nhưng hơn cả hiệu quả kinh tế, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng giúp bình ổn thị trường năng lượng. Đó là cái thành quả của chú sau khi cái xóa bao cấp là chú đi độc quyền những ngành xăng dầu. Tên thương hiệu của chú là đi tới đâu đều anh em cũng biết. Đối với cái việc kinh doanh xăng dầu, ngoài cái việc mà kinh doanh mang cái lợi nhuận về cho đơn vị, cho cổ đông, cho bản thân người lao động, rồi cũng phải làm luôn cả cái nhiệm vụ chính trị nữa. Có những lúc mà mình mang hàng về, mình trừ hết tất cả các chi phí khấu hao thế này thế khác, lỗ, nhưng mà vẫn phải làm. Để gì? Để đảm bảo cho cái việc đi lại của cái người dân ở đây. Cái hai nữa là nó an toàn năng lượng, an toàn gì, an sinh xã hội. Nhiệm vụ kinh tế đi đâu với nhiệm vụ chính trị? Đảng ta đã nói kinh tế thành công là chính trị mới thành công. Với kinh nghiệm uy tín nhiều năm trên thị trường, công ty đã trực tiếp điều hành và chủ động thực hiện các biện pháp liên doanh, liên kết với các công ty kinh doanh lớn của thành phố như công ty xăng dầu khu vực 2, Petrolimax Sài Gòn, công ty dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Petro và một số công ty khác để tạo nguồn hàng ổn định lâu dài. Và đây là chú Nguyễn Kim Quang, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Tân Chánh Hiệp, một trong hàng trăm con người đã trực tiếp dãi nắng dầm mưa, không đơn giản chỉ vì chuyện cơm áo, mà còn bởi nghĩa tình tâm huyết nặng sâu như phù sa, đắp bồi cho ngôi nhà Hotraco ngày càng vững chãi. Hai mấy năm thì chưa có đón giao thừa ở nhà đêm nào. Giao thừa phải bán đông lắm, đón giao thừa luôn tại cửa hàng luôn. Vậy là công ty cũng là giúp đỡ lúc anh em có khăn, có lúc là số đối chăm nghèo nha, nhà cửa luôn á, dột nát rồi đó, công ty cũng lo chăm lo anh em hết. Đến nay, mạng lưới bán lẻ xăng dầu của Hotraco bao gồm 12 cửa hàng xăng dầu có đơn vị nằm trên các trục đường chính của huyện Hóc Môn, quận 12 và 20 đại lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, một trong 3 chợ đầu mối được thành lập nhằm thực hiện chủ trương di dời 10 chợ trong nội thành ra ngoại thành của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tháng 9 năm 2003, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn. Tháng 11 năm 2003, khu nhà lồng chợ nông sản thực phẩm thuộc Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động. Tháng 5 năm 2008, khu nhà lồng chợ thịt thuộc Chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động. Để có được những cột mốc hoạt động hiệu quả đó, không thể kể hết gian khó của những người đặt nền móng như chú Bảy Mị, chú Tô Văn Liêm và chú Nguyễn Tiến Dũng. Thì từ đó thì mới đề nghị Ủy ban huyện hỗ trợ công đoàn công tác. Trên dưới 3 tháng phải quyết liệt, tức là trực 24/24 dưới để dọn tất cả, đưa tất cả cái thương nhân kinh doanh bên ngoài chợ, gần 60 người hộ đưa hết vào trong chợ. Và riêng về cái lực lượng bốc xếp cũng là cái lo lắng lớn nhất của công ty. Qua bên cái chợ của mình thì tất cả mọi cái chế độ chính sách của cái người lao động mình cũng thực hiện theo đúng cái luật lao động. Nhưng mà khi tất cả những vụ việc đó mình phải giải quyết có tình, có lý và để cho người ta tâm phục khẩu phục thì công việc mới tốt được. Rồi từ đó thì nó cũng tạo cái động lực cho anh em gắn kết cùng với thương nhân, rồi cùng với bà con, rồi làm lên cái chợ nó phát triển. Từ bao giờ, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã trở thành nơi dung chứa bao câu chuyện đời, nơi mà những ồn ào náo nhiệt rộn rã đã trở thành những thanh âm của hạnh phúc sung túc trong cuộc sống về đêm Hóc Môn. Tháng 3 năm 2005, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm đầu mối kêu gọi góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn. Tháng 4 năm 2008, Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn đi vào hoạt động tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Nhà máy giết mổ gia súc công suất 4.000 con, cung ứng 60% lượng thịt cho chợ đầu mối và quan trọng hơn là kiểm soát được chất lượng thịt, kiểm tra được nguồn gốc xuất xứ từ đàn heo, quản lý hoạt động giết mổ trên dây chuyền hoạt động khép kín, hiện đại, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, công ty còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ học bổng khuyến học khuyến tài, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và các công tác xã hội khác với số tiền đóng góp hàng năm bình quân hàng tỷ đồng. Với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của tập thể người lao động công ty cổ phần thương mại Hóc Môn trong suốt 40 năm qua, đặc biệt là trong những năm đầu cổ phần hóa, công ty đã được nhà nước ghi nhận qua danh hiệu cao quý. Năm 1991, huân chương lao động hạng 3. Năm 2000, huân chương lao động hạng 2. Năm 2005, huân chương lao động hạng nhất, cùng nhiều bằng khen, huy chương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ. Đảng bộ các đoàn thể công ty hàng năm được công nhận trong sạch, vững mạnh, xuất sắc. Nơi này là nơi cái chú trưởng thành và lớn lên. Mà mái nhà này là cái chỗ mái nhà chú trưởng thành. Coi như mọi người hỏi cho cô đều thương, đều quý chú. Chú đều thương, đều coi các em, các cháu ở đây như ở một mái ấm gia đình. Hơn nửa cuộc đời và toàn bộ sự nghiệp của chúng tôi đó là Hotraco hiện nay. Tới một ngày mà tôi rời xa chỗ này thì rất là nhớ và cũng sẽ rất là hụt hẫng. Thì cái chuyện đó là nó là quy luật rồi, mình phải là chấp nhận thôi. Có một điều rất là sợ gì? Mời đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám đề tháng, đám thôi. Nói chung một năm nhiêu đám cũng đủ đủ chịu không nổi. Mình cũng hy vọng là nếu mà mình có như thế nào đó, mình cũng phải để lại cho cái lớp kế cận chứ không thì nó uổng lắm. Uổng lắm, dày công dữ lắm. Rất là tự hào được lãnh đạo tin tưởng, giao cho phụ trách cái mảng tài chính. Thì tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo rằng cái hoạt động tài chính của công ty luôn an toàn, tạo điều kiện để đưa cái công ty trở thành một tập đoàn phát triển trong tương lai. Đi vòng vòng Hóc Môn á, hỏi bạn làm ở đâu, nói tôi làm ở công ty cổ phần thương mại Hóc Môn, thì mọi người rất là trầm trồ. Cho nên đó là một điều tự hào không phải riêng của mình mà tất cả các nhân viên của Hotraco đều như thế. Bảy là về hưu rồi, nay 7 năm rồi. Nếu bảy mà có rời khỏi mái ấm này cũng có cái sự trăn trở đối với 44 năm. Chú cũng mong rằng tất cả cán bộ công viên của công ty hướng tới sự tương lai của chúng ta, thì chú ở đây cũng truyền lửa lại cho các em, các cháu. Mong các em, các cháu học tập nhiều hơn nữa để làm sao cho chú về có nghỉ đi nữa cũng không buồn mà phải vui. Mỗi con người, dù công sức nhiều ít, dù tháng năm gắn bó dài ngắn, dẫu đã cùng qua thăng hoa hay nếm vị trầm đắng, tất cả tạo nên ngôi nhà Hotraco. Bởi chúng ta đã cùng xây dựng, nâng niu, yêu thương, giữ gìn như một di sản của cuộc đời và để lại cho thế hệ mai sau. Nơi ấy, những yêu thương sẽ trải dài vô tận, âm thầm nâng đỡ, lặng lẽ lan tỏa cùng thời gian. Ngôi nhà Hotraco vững mạnh cùng năm tháng.